Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã đến nhà riêng trao huy hiệu đảng cho một đảng viên tại quận Hải Châu đợt ngày 2 tháng 9. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Phan Long, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1930, vào đảng ngày 10 tháng 10 năm 1949, hiện đang sinh hoạt tại chi bộ 12, đảng bộ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng đảng viên Phan Long được vinh dự nhận huy hiệu đợt này và chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, vui vẻ, đồng thời tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu trong gia đình. Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến nhà riêng để trực tiếp trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho hai đảng viên đủ tiêu chuẩn tại quận Ngũ Hành Sơn. Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trực tiếp trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Quát, sinh năm 1932, vào đảng ngày 24 tháng 7 năm 1950, hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Khuê Mỹ, và đảng viên Đặng Công Ất, sinh năm 1930, vào đảng ngày 29 tháng 6 năm 1950, hiện đang sinh hoạt tại đảng bộ phường Hòa Hải. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chúc mừng hai đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng và cho biết đây là sự ghi nhận, phần thưởng cao quý của đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu của các cá nhân, các đảng viên, là niềm tự hào của đảng bộ thành phố nói chung. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc hai đồng chí đảng viên luôn mạnh khỏe, sống vui, nêu gương sáng, động viên con cháu phát huy truyền thống, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.